Su-35 sẽ tiêu diệt F-16 từ khoảng cách 400 km. Trận chiến trên không sắp tới ở Ukraine giữa Su-35 với F-16 sẽ là màn đọ sức của hai loại tên lửa R-37M với M-120AMRAAM. Không quân Ukraine dự kiến sẽ nhận những tiêm kích F-16 đầu tiên trong khoảng 1-2 tháng tới. Hiện tại ở Đan Mạch, khoảng 50 kỹ thuật viên Ukraine đang được đào tạo về bảo trì, sửa chữa máy bay cũng như xử lý các bộ vũ khí của họ. Bên cạnh đó, một số lượng tương đương phi công Ukraine đang tích cực huấn luyện làm chủ chiếc chiến đấu cơ này trên lãnh thổ nhiều quốc gia phương Tây, nhiều người đã có chứng chỉ tốt nghiệp. Tuy vậy, việc đưa máy bay chiến đấu F-16 lên không trung sẽ vô cùng khó khăn. Các căn cứ sẽ trở thành mục tiêu chính cho các cuộc tấn công của Nga, bản thân các máy bay sẽ bị hệ thống phòng không Nga theo dõi. Bên cạnh đó, việc sửa chữa F-16 sẽ gặp nhiều thách thức và thậm chí việc sử dụng đường băng không được chuẩn bị trước có thể làm tê liệt các máy bay nhạy cảm, ấn phẩm Politico viết trong một bài xã luận. Ông Tom Ritter, một cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nói rằng các máy bay Liên Xô vẫn còn trong không quân Ukraine. Đến đầu năm 2024, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính số lượng ở mức 78 chiếc, bao gồm tiêm kích Su-27 và MiG-29. Máy bay ném bom Su-24M và cường kích Su-25. Chúng có thể cất cánh từ những sân bay được bảo trì kém và yêu cầu ít hơn. Ví dụ, cửa hút gió của F-16 được đặt ở vị trí thấp phía trên đường băng, phải sạch hoàn toàn để máy bay một động cơ không nuốt mảnh vụn. Tờ New York Times nhận xét, có hai cách thoát khỏi tình huống này đang được xem xét, trong đó bao gồm phương án cử các nhà thầu quân sự NATO tới Ukraine để phục vụ F-16. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.